chạy đang ăn bagel, chạy bơi, chạy đi bơi xong mới đi bơi xong về cái mẹ chạy nói chị muốn ăn bagel, mẹ ghé Starbucks mẹ mua bagel cho chị ăn. Chạy thích nhất là bagel ở Starbucks, nhưng mà chạy thích nhất cái Starbucks cái bagel gọi là Pantam bagel. Nhưng mà bây giờ hiện tại là 2 giờ trưa rồi thì Starbucks không còn bán Pantam bagel nữa, it's already sold out. Nên là Jay sẽ ăn everything bagel, right? With cream cheese, it's so good, isn't it? Ngon Jay? Everything bagel, everything. Ăn hết nửa cái đó là no lắm luôn á Jay. Mẹ ăn nửa cái đó mẹ cũng no nữa chứ không chị con. Đó Jay, cô chú thấy ăn không? Ăn y như mày, không khót mỹ chút nào. Mày ăn cái chi đó Jay hả? Dạ, ăn bảo. Nghe ăn gì đó? Ăn bự. Ăn bự hả? Trời ơi, ăn cái bagel chứ mà ăn bự hơn cái mẹt quán luôn trời. Trời ơi, chuẩn bị trời mưa rồi Jay ơi. Chuẩn bị trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng, Jay ở với ai? Ở với nhà. Ở với nhà. Rồi trả lời lại nè. Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng, Jay ở với ai? Ở ba với ai? Ba với nên chứ ba. Dương nha. Nói gì vậy? Chơi ở với ai? Nói lại nè trời. Hello. JD Finger, JD Finger, where are you? Trời ơi trời. Dạ alo. Alo Ngọc ơi, cho chị hỏi cái phục vụ nè. Nghề đó. Dạ. Em xin qua Cali một phòng bao nhiêu vậy em? Oh my god, JD. You know what the first thing she immediately did? What? Stab her feet in the McGee's book. What? Yeah, the bottom of her feet are probably all. Trời ơi, bây giờ đừng có chạy con. Bây giờ cô chú biết là đại gia đình đi đâu không? Trời, có ba người nói đại gia đình đi lại cái công viên chơi. Mà hiện tại bây giờ là mấy giờ ta? 7 giờ rưỡi tối. Chay chờ mẹ với ba nữa con. Để con kêu, để kêu Chay chờ. Để Chay, có xe kìa, xe kìa. Cho cô chú coi. Là cái Chay đang mang đôi giày gì mà quá đẹp luôn cô chú ơi. Giày đó mới. Đó, đây nè Chay, cho cô chú coi giày Chay nè. Oh my god. Đôi giày này là hồi bữa là với trong với món quà của bà tên gì ta, Mai Anh hả, bà Mai Anh gửi từ một cái bang nào qua đổi cho Chay á. Mà cô chú coi bữa nay Chay mang đôi giày nè, ôi cha ơi, nó đẹp dữ vậy ta ơi. Mặc cái áo với cái đôi giày quá là matching luôn, cái đôi giày hình con mèo, ôi cha ơi đẹp quá, đẹp đẹp rũ rượi luôn. Ui cha. Coi tự động Ngọc chưa tính cho nó mang đôi giày này, tại tính cho nó mang đôi dép. Mà ai ngờ là nó đòi mang, thử mang vô luôn. Rồi để kể cho cô chú nghe cái sự tích này nè. À, đi bơi 2 lần để quên 2 đôi giày ở chỗ bơi, mà bữa nay Ngọc đi tới cái chỗ bơi, Ngọc cũng không nhớ là lần trước Ngọc bỏ quên đôi giày. Rồi lần này đi về rồi bỏ quên thêm đôi giày nữa có được đời không? Mà cũng không biết là chỗ hồ bơi có giữ thêm đôi giày đó cho mình không, nha, không biết rồi để đi hỏi, để đi hỏi cái chỗ hồ bơi, mà để cho tới ngày đi bơi cái lộn xộn công việc lu bu quá quên hỏi luôn, rồi xong đi bơi xong rồi ginh về tiếp cho coi được không. Coi nó đi bơi nó cởi giày ra đưa cho mẹ nó giữ, mẹ lòi ngồi lo bấm điện thoại nói chuyện điện thoại đồ này kia gọi đã, xong rồi tới khi nó ra cái là hốt nó đi về thôi, chứ còn là không có nghĩ cho tới giày dép gì hết trơn. Có được không, nên thân quá trời nên thân luôn, mất 2 đôi giày, tâm hồn mẹ nó không biết để đâu á, không biết mất không nữa hay là người ta có giữ chỗ đó cho mình để đi bơi lại, ráng cố gắng nhắc nhở bản thân, hay là cô chú nào á hai bữa nữa hả, hay là cô chú nào rảnh á nhắc nhở giùm, nhắc là Ngọc ơi nhớ lấy 2 đôi giày chỗ bơi về, chứ còn thực sự là không ấy lật tàu quên nữa đó. Cái gì vậy con, lên hả, có lên không?
Rồi vô đi. Trời ơi, mang đôi giày vô một cái là ta nói thiệt, thành con gái sạch điệu liền, thành người thành phố liền á. Bữa ở Bến Tre mang đôi giày vô thành người thành phố. Trời, còn lại địt go nữa. Mang đôi giày vô nhìn là biết gì kiều liền. Hả chị? Kiều bông mưa. Trời ơi. Mà bà Mai Anh á là trên đường gửi quà cho qua cho chay tiếp tục nữa đó cô chú. Bà Mai Anh á hả, vừa gửi xong rồi cái ngày hôm sau cái bà Mai Anh á, ê trời đó, coi được nó không? Bà Mai Anh á, bà Mai Anh đang đi mua đồ gửi cho nó tiếp rồi được không? Ông nói thôi thôi cô ơi. Được rồi. Thế cổ nói không, tại vì bà yêu chay quá đi mà muốn gửi cho chay. Nhớ cô chú nhớ nhắc giùm mẹ Ngọc, nhớ từ ngày nay ngày mai ngày mốt rồi thì nhớ nhắc đi đi bơi đi, đi hỏi thăm hai đôi giày nha. Hai đôi giày đó cũng mắc lắm á chứ không có rẻ đâu nghe. Không có nhớ gì hết. Nên trời ơi, nó mom watch out the poop là mọi người có biết cái đó là gì không? Ngọc xin dịch ra nha. Là tại vì trước nhà Ngọc có mấy cái con vịt nó hay ị đó, rồi nó đi nó đạp. Xong rồi cái nó kêu Ngọc là mom watch out the poop, là coi chừng mẹ coi chừng đạp mẹ coi chừng đạp cứt á. Có được đó không? Chồng Ngọc bữa nay thấy cũng hơi khỏe khỏe một chút rồi nên mới muốn đi bộ một chút. Mà thường thường á là phải đeo kiếng, các bạn thấy thấy không? Nhưng mà bây giờ cái mũi đau á nên là đeo kiếng nó hơi nặng là đau nên là anh phải đội nón. Chứ thường thường chồng Ngọc anh ghét cái ánh sáng của anh nắng lắm. Hello trai. Bye bye. Bye bye. Hello. Hello. Cái gì con? Mình đi đâu đây? Đi park. Đúng rồi, mẹ đi theo chay luôn. Here I stand. And here I stand. Dạ, chào chú. Mọi người thấy 7 giờ rưỡi tối mà nhìn trời nhìn đã không? Chỉ còn được hưởng thụ cái này cỡ khoảng tới tháng mấy ta? Tới tháng 9. Tháng 9 là hết. Bắt đầu tới đầu tháng 9 là hết rồi. Thôi mẹ chạy theo. Rồi mẹ chạy theo chay. Chay với ba đi nhanh quá mẹ dí theo không kịp luôn á. Hello cô chú đây con. Mami run. Nắm tay mẹ. Cảm ơn chay. Thôi để mẹ đi xa xa là mẹ quay cho cô chú coi. Ở đây có một cái chỗ dành cho mọi người ai mà muốn ra ngồi ngồi nè. Coi được đời nó không? Tôi chưa kịp bồng cho nó lên coi nó ngồi kìa. Coi nó ngồi nó chơi cái kiểu ngồi của nó kìa, coi được không? Nhìn chay nhìn mẹ coi chay. Con làm cái gì vậy? Con làm mày thấy mày sợ quá chay ơi. Con làm kiểu gì kỳ lạ vậy? Chơi kiểu gì lạ đó. Để mày cột cái dây dài lại kìa. Coi được không? Coi chơi kiểu vậy được không? Ngồi cột dây dài xuống coi. Trời đất ơi. Ok, lại đây mày cột lại dây dài lại. Lại đây mày cột dây dài lại. Cái cột dây dài kìa. Để coi không mấy chạy té nè. Á trời ơi. Dữ dằn anh ta. Á tại tại. Dữ dằn anh ta ơi. Trời ơi xinh quá đi thôi á ai. Hả? Don't go so fast hả? You wanna go so fast or don't go so fast? Nói gì không hiểu, con muốn là đẩy mạnh hay là đẩy nhẹ? Mạnh. Mạnh phải không? Ok. À không đẩy bằng chân hả? Chứ đẩy đâu? Đẩy đây. À đẩy đây, ok. Thấy ghê không? Đã không đẩy chân, đẩy đây nha. Rồi, trời ơi, nhìn cái chân nó đẩy nó không cho đó, có được nó không? Nó không đẩy chân nữa. Có được không? Mang đôi giày sao thấy giống gì kiều quá. Phải gì kiều không? Kiều này kiều gì đây? Hả? Trời ơi. Dễ thật. Ê, trời, nó đá vô mặt mẹ nó luôn trời. Nghiệp quật.
Đúng rồi, xe chân ra. Gì? À, ngồi xuống, ok. Ngồi xuống gần gần. Trời. Ủa làm gì? Là, té. Ngọc hỏi nó, ủa làm gì? Nó nói té. Lại hả? Lại hả? Lại hả? Dạ, lại cô. Cái gì? Thôi không được đâu, được vừa chơi cái này điện thoại mẹ đi, mẹ trả lời giờ tin nhắn mua dị hoa nghỉ tay của cô chú. Cô cầm chi con chơi, con đâu con chơi đi. Ok, lên đi. Quay đều mối tình nghèo đơn sơ đó. Quay đều gì? Ba đâu? À, ba đang chơi baseball hả? Dạ. Bây cái đó gọi là baseball hay là basketball? Basketball. Oh, it's called basketball. Còn chơi đang chơi gì á? Swing. Swing, are you swinging? Chơi chơi xích đu. Nói coi xích đu tiên. Đồng tiền cứ vợ. Xích đu tiên đồng tiền cứ vợ. Ghét quá thì thôi. Tôi còn chịu không nổi ở chi cô chú trời. Stop gì? Cười nó, mỗi lần mà cười nó cái đó quê, nó không thích ai cười nó. Cái đó nó bực, có bữa thì mẹ nói mẹ ơi không cười nữa, không cười chơi nữa. Còn có bữa nó nói mẹ no cười. No cười là không cười á. No pushing, ok. Mẹ ơi đừng đẩy con nữa. Đủ rồi. Ôi ôi dữ chưa, ngã ngửa luôn. Ôi ôi dữ chưa, ngã ngửa luôn. Quá dữ luôn, hay lắm bồ ơi. Ok, don't go so fast. Đừng đẩy quá mạnh. Daddy, I'm swinging. Ôi ôi, daddy, I'm swinging. Nó nói ba ơi, con đang chơi xích đu đó. Ý nó vậy đó. Daddy, daddy, look at me. I'm swinging. Đó, ba lại coi con kìa. Ôi, ba ơi, con đang chơi xích đu nè, có được không? Rồi, ba chạy chơi xích đu luôn. Ok, now daddy gonna go swinging with you, ok? Rồi, hai đứa đi. Vô. Oh, oh. Nó nói mẹ ơi, đẩy con đi. Xích đu của con chậm rồi, nó thấy ba nó nhanh quá, nó nói ba chậm. Dịnh vô, chặt vô, dịnh chặt hai tay vô nghe, mẹ đẩy con nhanh hơn ba luôn á. Rồi, quay hai cho con. Bây giờ để máy sao cả nhà, ba đứa chơi xích đu nè, để coi coi coi. Để ráng dựng cái máy nha. Ok, hold on baby, I'm gonna put down the camera. Ah, that's so cute. Harder. Whoa. Well, my brother always, like, well, I need to tell you something. My brother spins me too fast, like Valentine girl. He spins me too fast and I was scared. Oh, really? Yep. I like so fast. I like slowly. Green people. Uh-huh. That's my daddy. That's my dad. Okay, that's your dad. Yep. My dad. Nó nói gì chay đó là ba ta đó. Wow. Dad, look at this. I'm looking. Oh, this is. Wow. How tight. I spin around at my room in mommy's daddy's room. I always spin out, and then I spin so fast, and I come dizzy. Bà đang bà tát nó nhiều vậy. Thương không? Nhìn nó thương không? Bà đang biết cho bà trong cái năm 6 tuổi. How old are you?
4 hours, 2, and then I'm 3, and then I'm 4. À, so I'm 4 now. Hỏi bà mấy tuổi rồi, bà nói bà 4 tuổi mà bà nói có 10 câu rồi mới thành 4 tuổi. What about you? 5, 7. You 5 years old? 7. Oh, 7? Mm-hmm. 7, 8 tuổi. What's your name? Nini. What's your name? Jade. That's what? Jade. Where the house? Is your dad home? Her dad is right there. On his phone, right there. That's my dad. Okay, I see. And Fuda. Hỏi ba ăn chay đâu rồi? I want to get off. Oh, you want to get off? Me too.